chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ ăn món bibimbap là món mì trộn cay đó mọi người. Thì cái mì này mình mua ở ngoài siêu thị, mình về mình luộc lên rồi mình thái rau xà lách này với dưa chuột, mình thái nhỏ ra xong mình trộn đều lên. Mình cũng cho một chút dầu vừng vào nha mọi người cho nó thơm. Thì cái tương ớt để mình trộn lên đó là mình mua sẵn ở ngoài siêu thị sẵn rồi, mình về mình chỉ trộn lên thôi. Thì món này làm rất là đơn giản, món này cay lắm đấy mọi người. Mình đây nhà mình còn một mấy cái xúc xích thì mình thái, mình cho đây mình trộn ăn luôn. Bây giờ mời mọi người cùng ăn với mình nhé. Mọi người nhìn đây, rất là cay luôn đấy, đỏ hòn luôn này. Mình ăn, mình sẽ múc ra đĩa mình ăn dần, sợ không ăn hết đấy. Con vịt nhà mình cũng đòi ăn này. Ăn hết đấy, ăn tiếp. Mời mọi người nha. Nhìn đó lại thấy đã biết cay rồi, nhưng mà nó thơm lắm mọi người, tại mình cho dầu vừng vào nó thơm lắm. Nói gì? Xúc xích mình dán lên, mình cho vào. Lâu lắm rồi, hôm nay mình quay video, hôm nay mới làm video. Ngon lắm mọi người ạ. Hôm nay mình đổi chỗ quay xem nó thế nào. Mẹ ôm thì mình ngồi ở trên bàn ăn, nhưng mà thấy nó cao quá, mình ngồi lên cho nó thấp xuống chút. Cay nhá mọi người, không phải đùa đâu. Cái này mình ăn cho nhiều, mình thích cho nhiều dưa chuột vào cho ăn cho nó đỡ ngán nha mọi người. Rau xà lách nữa, một sợi mì này là họ làm bằng bột mì, từng bột mì nữa mọi người, cho nên là ăn hơi bị ngán, nhanh ngán. Ở nhà tự nhiên hôm nay trời mưa, tự nhiên lại thèm món này, nghĩ ra món này tự nhiên thèm nên làm ăn luôn. Vị của nó ngọt ngọt, cay cay. Cái bún này mình cái bún này mình luộc nó kỹ quá nên nó bị gãy, nó bị gãy bụng ra. Con gái sợ mình cay nên sẵn cho nước để đây. Thank you. Để ba này mày đâu?
Ăn giỏi thế. Ôi, cay thật mọi người ạ. Rất là cay luôn. Này mình làm mình luộc mình để nó khô quá, bún nó khô quá cho nên là nó bị dính vào nhau ấy. Ngon. Dạo này đang bị bệnh dịch ở bên Vũ Hán đấy mọi người, bệnh dịch cúm ấy mà corona, nhưng mà cho nên là mình hạn chế ra ngoài, cũng đi nhưng mà ít. Ở bên Hàn này cũng có mấy chục trường hợp bị nhiễm đấy mọi người. Nhưng mà hiện tại thì ở khu thành phố mình ở thì chưa có trường hợp nào bị nhiễm. Nhưng mà vẫn cứ phải cẩn trọng. Ở đây thì cũng chưa đến nỗi là phải các trường học là phải đóng cửa. Thì trường học con mình thì vẫn đi học bình thường. Nhưng mà đến trường á là phải học sinh nào cũng phải đeo khẩu trang vào, rồi là rửa tay liên tục ấy. Trước khi đến trường là phải rửa tay, và sau khi từ trường về nhà là cũng phải rửa tay cho nó sạch sẽ. Lúc nào cũng phải đeo khẩu trang ấy mọi người. Ở nhiều trường bắt buộc phải thế đấy. Còn mình thì ra đường mình cũng đeo khẩu trang. Sợ quá, cái dịch này nó sợ quá. Hiện tại bị dịch ấy, cho nên là ở khu nhà mình ở dưới cái chỗ mà phòng tập gym đấy mọi người. Hiện tại là người ta đóng cửa, người ta không cho mọi người vào tập, sợ bị lây nhiễm ấy. Tại bởi vì người Hàn ở bên này cũng hay, người họ cũng cái đợt nghỉ Tết Nguyên Đán vừa rồi đó, họ cũng đi qua bên Trung Quốc du lịch nhiều, nhưng mà cũng sợ. Cái vụ dịch cúm này là ở trên trên Seoul đấy mọi người. Những cái trung tâm thương mại ấy, họ đóng cửa mấy ngày, họ không có mở cửa. Những công ty sản xuất đó thì muốn người lao động nước ngoài qua đó thì là hầu như là họ cho nghỉ việc, bởi vì là rất là nhiều lao động, người lao động ở bên Trung Quốc sang bên này đó mọi người, cho nên là họ cho đang nghỉ việc ở nhà ấy, không dám cho đi làm. Sợ quá. Nhưng mà mọi người cũng phải cẩn thận nhá. Nhưng đã phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận.
Sức khỏe là quan trọng nhất. Thì bên này, bên Hàn này thì có một cái rất là, họ rất là ok là cái vấn đề là, ví dụ có những cái gì đó mà khẩn cấp với mọi người thì họ sẽ nhắn tin cho tất cả toàn quốc luôn, cho tất cả người dân trên toàn quốc là biết. Ví dụ như hôm bị bệnh dịch corona đấy mọi người, thì là 2-3 tuần nay, như là 2 tuần trước họ đã nhắn tin cho mình, họ sẽ điện thoại họ báo là hiện giờ đang có bệnh dịch đó rất là nguy hiểm, cho nên là ra ngoài hạn chế ra ngoài và hạn chế đến những chỗ đông người này, rồi lúc nào cũng phải ra ngoài là phải đeo khẩu trang này, và đi ra ngoài về là phải rửa tay sạch sẽ đó. Họ cũng thông báo cảnh báo cho mình biết hết. Cay. Cay quá. Cay quá mọi người ơi. Mình ngồi đây có bị cháy điện không mọi người? Ở trên nó giữa bóng điện đó. No quá. Chắc mình không ăn được hết tấm này thôi. Mình ăn xong cái đĩa này là mình nghỉ. No quá. Cay nữa. Ngon. Cay nhưng vẫn ngon. Còn cái gì ăn nữa này, ăn không? Thôi, bữa tối của mình ăn đến đây là xong rồi. Cay quá mình không ăn hết đống này được. Mình no bụng nữa. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nhé. Và hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Mọi người hãy đăng ký kênh và chia sẻ, để lại ý kiến góp ý ở dưới video cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người.